Đạo diễn Dương Nghinh, biên kịch Hồng Tịnh Tuệ, Đằng Dương, với sự tham gia của các diễn viên Dương Mịch trong vai Kiều Phi, Quỳnh Hiên trong vai Trình Gia Dương, Lý Khê Nhuế trong vai Ngô Gia Di, Trương Minh Minh trong vai Hạo Thiên, Trương Dân Long trong vai Dương Húc Đông, Châu Kỳ Kỳ trong vai Văn Hiểu Hoa, Dương Nhân Quân trong vai Châu Nam, Cao Dĩ Quang trong vai Cao Gia Minh, Mạn Tú trong vai Mẹ Kiều, Lý Đông Hằng trong vai Lý Lôi, Dương Trí trong vai Dương Lâm Lâm, cùng một số diễn viên khác. Bộ phim Phiên dịch viên xinh đẹp. Tập 2. Thầy tuyên bố, học viên Tần Bội Bội, em đã vi phạm quy tắc của diễn câu phiên, em đã bị khai trừ. Khai trừ sao mà cái gì sao? Thì đó, khai trừ. Khai trừ ta. Em là fan của thầy mà. Sao thầy nỡ khai trừ em chứ? Mẹ em đã tài trợ cho nhà trường. Em ra ngoài đi, đừng ở đây lãng phí thời gian của mọi người. Em thích. Đem cái này đi luôn. Mọi người nghe cho rõ, ở diễn cao phiên này đừng ai mang điều giả dối vào đây. Ở hiện trường phiên dịch không có giả dối, chỉ có tài năng thật sự. Bất cứ ai cũng có thể khai trừ em, nhưng mà thầy thì không thể. Em đã thích thầy nhiều năm như vậy. Lỗi do chính mình gây ra thì mình phải chịu trách nhiệm. Trong lúc phiên dịch cũng như vậy, đừng hy vọng đối tác sẽ trả tiền cho sai sót của mình. Chủ nhiệm à, thầy làm vậy có máu lạnh quá không? Vậy em thế nào? Nhiệt huyết thanh xuân hay là lai láng sự đồng cảm? Thầy nói cho em biết, Tần Bội Bội vì vi phạm quy tắc của diện cao phiên mà bị khai trừ thẳng thừng. Hôm nay em tới phỏng vấn trễ, tuy là chưa bị khai trừ nhưng cũng bị không điểm. Diện cao phiên không cần một đội ngũ lượm thượm vô kỷ luật ở cạnh nhau mà để vui chơi. Cái thầy cần là một đội ngũ tinh anh. Bây giờ thì điểm danh từng người vào phỏng vấn. Số 1, Kiều Phi. Đi theo thầy. Nè, anh biết tiếng Pháp sao? Anh dở quá vậy. Tôi tên Kiều Phi, anh tên gì? Anh cũng là sinh viên tới giao lưu hả? Lúc nãy khi cô dùng từ, đã đem từ phân tử sinh vật học dịch thành sinh vật học, đem từ nhân loại dịch thành xã hội học. Cô có biết đó là một sai sót nghiêm trọng không? Bây giờ tôi mới năm 2, có một số từ phải năm 3 mới học tới mà. Đừng nghĩ học tiếng Pháp là một môn học dễ như chơi đâu. Năm thứ nhất vô trường chơi một năm, năm 2 ra nước ngoài giao lưu một năm, năm 3, năm 4 yêu thương xong là có thể lấy bằng tốt nghiệp. Các người học tiếng Pháp như vậy là cẩu thả đó. Anh vừa giờ đâu nói chúng tôi cẩu thả. Tôi nói anh biết, tôi nhờ thành tích học tập ưu tú mới giành được học bổng. Tôi mới có thể tới Thụy Sĩ để giao lưu sinh viên. Ước mơ của tôi là trở thành một người phiên dịch. Chủ nhiệm à, thầy sẽ không cho em điểm không đúng không? Thầy giận nên nói vậy thôi. Hôm đó em... Không liên quan gì tới ngày hôm đó hết. Cái thầy nói là chuyện một phút. Hôm nay em đã tới trễ một phút. Đúng là em đã tới trễ một phút. Nhưng mà lúc nãy em đã đọc bản quy tắc, tới trễ trong vòng 3 phút là có thể chấp nhận được mà. Nên thầy mới không trực tiếp khai trừ em. Nhưng phỏng vấn cho điểm thế nào là do thầy quyết định. Chúng ta trước đây cũng coi như từng quen biết nhau. Thầy cho em một cơ hội đi mà.
đừng giở trò cười cợt, động tay động chân với tôi. Ngồi xuống đi. Thầy cho em một cơ hội thì sẽ không công bằng như những thí sinh khác, có biết chưa? Hôm nay em đến muộn là bởi vì em đã gặp phải một trường hợp đặc biệt, và em đã cố gắng hết sức để tranh thủ chạy tới đây đó. Tới trễ là tới trễ, người vô dụng mới viện lý do. Sau này em ra làm việc lại hy vọng chủ tịch chờ em, hay là muốn giám đốc chờ em hả? Hôm đó thật sự là ngoài ý muốn. Đừng có lại nhảy với thầy nữa, cũng đừng nên uổng phí thời gian phỏng vấn của em nữa. Bây giờ thầy sẽ hỏi em mấy câu hỏi theo thông lệ. Kiều Phi, tại sao em muốn trở thành một nhân viên phiên dịch? Bởi vì em là... Em đừng nói với thầy là em đã học tiếng Pháp ở những trường ngoại ngữ tầm thường. Viện Cao Phiên không đón nhận sản phẩm sản xuất dây chuyền. Vì em đã coi chị Trương Lộ là thần tượng của em. Em muốn được trở thành giống như chị ấy, một người phiên dịch cấp cao, cấp quốc gia. Không biết thực tế, tự cao tự đại. Thành tích học tập của em trước giờ cũng được, là xuất sắc đó. Em lúc nào cũng đứng hạng nhất, em đứng nhất trường. Em đứng nhất trong trường không có nghĩa là em sẽ đứng nhất trong viện Cao Phiên. Chúng tôi chiêu nạp nhân tài trong nhân tài. Nổi bật một chút không có gì lạ, nổi trội hơn người mới là người chúng tôi cần. Nếu như trước giờ em luôn đứng nhất, vậy tại sao 2 năm trước lúc làm sinh viên giao lưu ở Thụy Sĩ lại bị trừ hết tiền học bổng về nước trước dự kiến vậy? Lần đó chính là cái phốt duy nhất ở trong cuộc đời của em. Lần đó em gặp phải một người rất xấu xa. Chỉ vì em phạm phải chút lỗi lầm nhỏ mà anh ta cố tình bới móc em, mấy giấy thầy của em, làm em bị trừ hết nửa phần học bổng luôn. Phân tử sinh học và nhân loại học ngữ vận đơn giản như vậy mà cũng không phân biệt được. Em nghĩ đó là lỗi nhỏ sao? Trong hồ sơ có ghi sao? Nguyên, sao thầy có thể biết được chuyện này? Ngày đó ở Zurich, cái người xấu xa cố tình hại em là thầy đó hả? Có phải là thầy không? Tại sao thầy cứ nhìn em bằng ánh mắt thành kiến đó vậy? Thầy đào sẵn cái hố cho em ở đây sao? Ánh nhìn của thầy rất công bằng, không hề thành kiến dài hết. Hơn nữa thầy nhìn người nào cũng rất chính xác. Ngày đó thầy đã từng nói với em không thích hợp với người phiên dịch. Đúng là thầy rồi. Thầy nói không hợp là không hợp, thầy dựa vào đâu mà vội vàng phán đoán em như vậy chứ? Nếu như em còn tiếp tục tranh luận với thầy thì em đã cản trở phỏng vấn. Làm theo quy tắc, bây giờ thầy có thể khai trừ em. Viện Cao Phi là do thầy mở hả? Thầy muốn khai trừ ai là khai trừ sao? Em ngồi đây phỏng vấn đàng hoàng, làm gì cản trở phỏng vấn chứ? Xong rồi, thời gian phỏng vấn của em đã xong, mời em ra ngoài. Tổng thời gian phỏng vấn ở đây là 2 tiếng rưỡi, có 15 thí sinh, mỗi người 10 phút. Em vào đây là đúng 10 phút rồi. Thầy quên là lúc nãy thầy vừa đuổi cô fan của thầy ra ngoài hả? Bây giờ chỉ còn 14 người thôi, mỗi người sẽ được gần 11 phút. Nên em vẫn còn thời gian ngồi đây cùng thầy làm xong buổi phỏng vấn. Cộng trừ nhân chia tính cũng đúng lắm chứ. Toán học là do thầy toán học dạy em sao? Được. Em còn gì muốn thảo luận với thầy? Hôm nay em đi trễ 1 phút, đó đúng là lỗi của em. Em không dự phòng trước tình huống sẽ xảy ra, tất cả mọi lỗi lầm một mình em gánh chịu hết. Nhưng em định hỏi thầy, nếu đổi ngược lại là thầy đến trễ trong trường hợp hoạt động đối ngoại thì thầy sẽ làm thế nào? Thầy không bao giờ đến trễ. Giả dụ có thì sao? Không có giả dụ. Thầy chỉnh đồng hồ chạy nhanh 30 phút. Đúng 11 phút rồi. Mời em ra ngoài. Chắc thầy sẽ không cho em 10 điểm chứ? Ra ngoài. Nè, Kiều Phi, sao rồi, để có khó không? Sao rồi, sao rồi? Anh ta không ra đề gì cho mình hết, đã duyệt mình không điểm phỏng vấn rồi. Không điểm? Vậy giờ làm sao? Bây giờ thành tích phỏng vấn của bộ không điểm, vậy lát nữa phải dựa vào thi viết rồi. Mình đâu biết phải làm sao. Tên ác bà đó đang cố tình làm khó mình mà. Kiều Phi này nếu bị Trình Gia Dương đó đuổi đi thì không còn là họ Kiều nữa. Người tiếp theo, hát triết chuẩn bị đi.
cho em không điểm trong lòng em giận lắm hả? Chạy tới viện cao phiên này la mắng. Đồ ngốc mà. Thầy đang nói em ngu ngốc hả? Thì thầy cũng đang la mắng đó. Thầy đang nói con diều. Thầy đang nói thầy muốn đi thả diều. Thầy muốn đi thả diều giờ này. Vậy thầy cũng đang cản trở phỏng vấn đó. Gượng gạo. Được lắm. Miệng lưỡi cũng lanh chành lắm đó. Vậy thầy sẽ cho em thêm một cơ hội phỏng vấn nữa. Tôi không phải họ Kiều, trong tiếng Pháp dịch như thế nào? Phải giữ lại cảm giác sát khí đằng đằng đó, cùng với thói quen biểu đạt tiếng Pháp thật chuẩn xác. Thì tôi không phải họ Kiều nữa. Coi như cùng chuẩn xác. Khoan đã. Em đã trả lời xong rồi. Có phải không bị không điểm nữa không? Dĩ nhiên. Thầy cho em 10 điểm. Chỉ có 10 điểm? Được rồi Kiều Phi. Đã nói Trình Dương nói một là một. Anh ta chịu đổi ý cho bộ 10 điểm là tốt lắm rồi. Phải đó. Chỉ sợ là... Chỉ sợ cái gì chứ? Chỉ sợ Trình Gia Dương ở trước mặt nhiều người như vậy sợ mất mặt nên mới cho bộ 10 điểm. Thực ra anh ta đang ghét bộ lắm đó. Vậy thì bộ gặp xui xẻo thiệt rồi. Bây giờ mình thật sự tức giận. Lau cũng sạch đó. Ừ. Chuyện hôm đó là do em quá nóng nảy đã gây phiền phức cho anh rồi. Tôi cũng đã nói rồi, cô đó tánh tình ngang bướng, cố chấp. Cô tới viện cao phiên tôi không quản được, nhưng cô đừng ảnh hưởng tới công việc ở đây. Một tuần 4 đêm, nếu cô làm không đều thì cô biến giùm đi. Càng đừng nghĩ tới việc ứng lương với tôi trước nha. Em biết mà. Em nhất định sẽ tới. Xin anh đừng đuổi việc em nha. Em sống dựa vào đồng lương này đó. Biết vậy thì tốt. Tôi biết hoàn cảnh nhà cô đặc biệt. Cô tìm công việc không dễ dàng. Nhưng cô phải biết 4 chữ cần công kiệm học. Cái nào quan trọng nhất? Hả? Học. Là cần. Cần cù biết chưa? Mau đi làm đi. Bây giờ là chuyện là sao đây? Sao không giống như lời nói là sao? Đã mấy giờ rồi? Tiểu thư nhà giàu làm giá phải không? Còn nghe cô ấy nói học tiếng Pháp nữa chứ. Có phải là loại ngôn ngữ tao nhã không? Phải cô ấy coi thường hạng người tầm thường như mình không vậy? Sao vậy Châu Nam? Cậu là nhân tài mà sao tầm thường được? Thương gia nổi tiếng Châu Nam ai mà không biết chứ. Còn thương gia nổi tiếng hút đông tôi, chẳng qua chỉ là nghề buôn bán của tôi vẫn còn linh đinh chưa biết ngày ổn định mà. Nè, không giống nhau nha. Tiền của cậu là tiền của gia đình, tiền của tôi là tiền cực khổ kiếm ra được đó. Mấy giờ rồi cậu coi đi. Kìa, tới rồi. Hiểu qua. Xin lỗi nha hút đông, để anh với bạn anh chờ lâu quá. Không sao đâu. Châu Nam, người bạn thân thiết của tôi, đại mỹ nhân Giang Hiểu Hoa, vừa đẹp vừa tài giỏi, nữ thần với thương nhân đó. Anh lại nói bậy gì nữa vậy? Chào anh Châu Nam, rất hân hạnh được biết anh. Chào cô Giang. Hôm nay tôi được gặp cô đúng thật là vinh hạnh một ngàn lần, vui mừng một vạn lần đó. Hôm nay được gặp cô đúng là quá hữu duyên với nhau mà, thật là tuyệt vời. Quả nhiên y như lời Hút Đông đã nói, quả đúng là nữ thần nhã nhặn ưu tú. Đúng là đẳng cấp nữ thần mà. Còn đứa đó làm gì nữa, ngồi đi. Mời ngồi. Cảm ơn. Hiểu Hoa. Đề nghị của Châu Nam cũng hay lắm. Chúng ta đều là bạn bè, làm việc chắc chắn sẽ thành công. Phải. Đại ý Hút Đông có nói với tôi rồi. Tôi đã làm ngay một bản kế hoạch đơn giản. Nếu của chỗ nào chưa được á, nhờ cô cứ việc điều chỉnh lại giùm ha. Hôm nay đúng ra là ba tôi sẽ tới đây để gặp anh. Ông có việc nên tôi thay mặt ông đến.
Chi tiết thì chờ ba tôi xem qua đã, rồi chúng ta bàn luận sao? Được chứ, tôi vẫn luôn muốn được gặp mặt bác trai. Nè Châu Nam, hình như cậu nói hơi quá rồi. Cái gì mà luôn muốn được gặp bác trai chứ? Cậu biết được chuyện này bao nhiêu ngày đâu? Làm bộ khách sáo cái gì? Chuyện làm ăn chúng ta nên bàn tính kỹ càng. Dù sao thì tôi cũng sẽ góp vốn 20%. Nếu như mọi người muốn tôi góp nhiều thêm cũng không sao, cứ nói với ba của tôi. Tóm lại về chuyện tiền nông, mọi người cứ việc yên tâm. Được, có câu nói này của Dương Tổng thì tràn đầy lòng tin rồi. Nào, kính Dương Tổng. À, trời ơi, bạn bè với nhau nhất định thành công thôi. Đêm hôm qua 1 giờ khuya trèo tường vô đây bị tụi bắt tại trận nè. Đây không phải là lần đầu đi sớm về khuya, tới hôm nay còn chưa chịu đóng tiền nhà trọ nữa, chỉ còn mỗi cô ta thôi. Em sắp tốt nghiệp phải không? Cô rất hiểu các sinh viên tốt nghiệp tìm việc làm, học tập đều rất bận, nhưng nhà trường có quy định của nhà trường. Em xin lỗi vì dạo này em quá bận để chuẩn bị cho tốt nghiệp, đã gây nhiều phiền phức cho thầy cô. Em xin lỗi. Không phải cô chuẩn bị tốt nghiệp tới 3 năm chứ? Tính từ ngày cô mới dọn về đây, tôi bắt được bao nhiêu lần rồi? Phí ở trọ cũng vậy, năm học nào cũng muốn kéo tới năm sau mới chịu trả làm sao? Trả mà. Em nhất định sẽ mau chóng bổ sung. Cô phải em gặp khó khăn gì không? Cô có thể giúp em phản ánh với nhà trường giải quyết vấn đề này. Không có khó khăn, thưa cô, em không khó khăn gì hết. Tất cả mọi việc em tự giải quyết được. Bây giờ em có thể ra ngoài gọi điện thoại không? Thôi được rồi, em ra gọi điện đi. Cảm ơn cô. Nè, có chuyện nói mau đi, mình trong chỗ đoàn phim nè. Alo, Di à, mình... Được rồi, mình biết rồi. Phí nhà trọ chứ gì, năm nào thời điểm này cũng như vậy hết. Bộ khỏi nói mình cũng đoán được. Bộ cho mình mượn chút tiền trước đi, vài hôm nữa mình lấy lại ngân hàng ra trả bộ. Không sao đâu, bộ cứ giữ đó mà xài đi. Bộ trả lại cho mình rồi cũng hết, chi bằng bộ mượn luôn. Lần này còn bao nhiêu tiền vậy? 5.000 có không? 1.000 là phí ở trọ, còn 4.000 kia là tiền học của mình để do trong khoa trả cho mình. Mình cũng tự tích góp gần đủ rồi, nhưng mà giờ còn... Được, 5.000 không thành vấn đề. Đại gia đây mới nhận tiền thù lao. Mình sẽ gửi tiền cho bộ ngay. Nhưng mà bộ phải đồng ý với mình một điều. Hôm nay mình vừa mới đuổi việc người môi giới kim trợ lý của mình rồi. Mình cảm thấy anh ta nhận phim cho mình không bình thường chút nào. Còn bộ sau khi trả tiền xong rồi thì thu dọn đồ đạc tới nhà của mình. Hai chúng ta cùng một phòng, mình bảo đảm thường ngày không có việc gì, mình tuyệt đối không làm phiền bồ. Bồ muốn mấy giờ về thì mấy giờ về, mình sẽ không làm phiền bồ học bài đâu. Nhưng mà vào những lúc mình cần thì bồ nhất định phải trở thành một môi giới kim trợ lý của mình. Mình biết dạo này bồ bận lắm, có thể thông cảm cho nhau không? Có được không? Mình bảo đảm không có việc gì mình nhất định không làm phiền bồ. Được, mình biết rồi. Vậy mình... Được rồi, quyết định vậy đi. Mình có cuộc gọi mới rồi, không phiền bồ nữa. Cuối tuần hết phim mình đến gặp bồ. Nghĩa là cậu đó, đó có phải cậu sao? Trương Hách, tới xem đi. Coi đi. Đâu? Cho mình coi xem đi. Coi đi. Nè, sao rồi? Coi đi. Chùa phí nhìn kìa. Vậy là sao? Điểm sàn là 110 điểm. Sao tổng điểm của bồ vượt mức luôn rồi mà họ không chịu nhận bồ? Có phải cô đắc tội với ai không vậy? Kiều phí, mình đoán là bồ đã đắc tội với Trình Gia Dương rồi. Biệt danh của anh ta là ác ma. Bồ dám đắc tội với anh ta, dĩ nhiên không để bồ yên thân. Ý? Có kìa. Hình như có tên bạn kìa. Không thể để anh ta phá hủy ước phi dịch của mình được. Chú Phi, đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Trời ơi, chen mà. Đừng có chen mà. Từ từ đi. Trời ơi, đừng có chen lớn mà. Tìm thấy rồi. Ở đây nè. Ôi trời, có tên tôi kìa. Tốt quá. Trời ơi, tôi giết rồi. Tôi nữa. Kỳ quá đi. Đậu rồi. Tôi chẳng ra làng nữa trời.
Ai, thi giết hạng nhất. Thật đáng tiếc, đáng tiếc. Gia Dương à, có phải cậu quá nghiêm khắc không? Chủ nhiệm Trình cũng không ngờ năm nay tiêu chuẩn đánh giá trong viện có thay đổi. Tới trễ là tới trễ. Cho cô ấy tư cách thực tập đi. Tôi biết ngay mà, anh ấy là người rất quý tài năng. Thành tích tốt như vậy, trong viện cao phiên chúng ta, tôi nhớ chỉ có một người nhận được thôi. Năm xưa em không cao được vậy, chắc chắn là Gia Dương rồi. Gia Dương lên thẳng luôn, không cần qua thực tập kiểm tra. Vậy thì lai chứ. À, em biết rồi, hiểu qua. Ai đang nói tôi đó? Hiểu qua vậy rồi sao? Vậy đây hồi nào vậy? Sao cậu báo tôi biết? Gia Dương không nói mọi người biết sao? Cậu ấy tới sân bay đón tôi đó. Người em trai này của tôi đúng thiệt là. Chị đâu có về đây làm việc, em đâu cần thông báo cho mọi người biết làm gì. Chủ nhiệm Điền, viện cao phiên còn quan nghênh em chứ? Tất nhiên quan nghênh rồi. Trở về dẫn tổ hạng mục đi. Em nên vào tọa đàm trước thôi. Em vừa mới trở về, tổ hạng mục áp lực nặng quá. À, cũng được. Vậy học kỳ này cô vào tọa đàm đi. Một tuần sắp xếp hai lần, có được không? Được. Thiếu thành ý. Nếu chúng tôi muốn tìm giáo viên tọa đàm, tới trường ngoại ngữ tìm kiếm là được rồi mà. Nè, Gia Dương, tọa đàm như Hiểu Qua không giống với những giáo viên khác đâu. Cô ấy từng sống ở bên Pháp, lại ở bên Thụy Sĩ lâu vậy, còn hiểu biết về thương vụ, nhất định sẽ được quan nghênh lắm. Vậy thì chưa chắc. Nè, à, lại vậy nữa rồi. Cậu ấy trẻ con như vậy đó. Trình Gia Dương, tôi có chuyện muốn nói với anh. Tôi hỏi anh, có phải giờ chắc anh sửa đổi tiêu chuẩn yêu cầu, cố tình sa thải tôi hay không? Anh cảm thấy mình làm vậy giỏi lắm hả? Anh phá hủy ước mơ của người khác anh vui lắm sao? Kiều Phi, xin cô hãy bình tĩnh lại. Tôi không thể nào bình tĩnh lại được. Anh có biết tôi vừa muốn vào diện cao phiên, tôi đã nỗ lực hết 7 năm trời. Chính vì tôi không biết mình đã làm gì mắc tội với anh mà anh lại cố tình đuổi tôi đi. Nếu anh vì trình độ tiếng Pháp mà sa thải tôi thì tôi không còn gì để nói. Anh trả thù tôi như vậy là đồ bỉ ổi, anh biết không? Đồ bỉ ổi à? Ai bị ủi hả? Người ta nói là anh đó. Tôi thì giết 125 điểm. Cho dù phỏng vấn anh chỉ cho tôi 10 điểm, nhưng tôi 135 điểm, tất nhiên vượt qua điểm sàn 110 rồi. Tại sao lại sa thải tôi? Đúng ra tôi không cần phải cho cô biết, nhưng bây giờ cô đã hỏi tôi thì tôi nói cho cô biết. Tiêu chuẩn năm nay không chỉ yêu cầu tổng số điểm mà còn yêu cầu hai tiêu chuẩn, phỏng vấn và thi viết nữa. Phỏng vấn của cô không đạt cho nên cô không được chọn. Hiểu được chứ? Trước đây tổng số điểm vượt qua điểm sàn là được rồi, tại sao năm nay lại cần phải hai tiêu chuẩn? Còn không phải nhắm vào tôi nữa sao? Nhắm vào cô? Cô tưởng cô là ai chứ? Viện cao phiên không có cô thì ngừng hoạt động, trái đất không có cô thì ngừng quay sao? Tôi nói cho cô biết, ở đây là viện cao phiên, sẽ không khoan nhượng bất kỳ ai. Phỏng vấn của cô không đạt thì sẽ không được chọn thôi. Chả trách người ta nói anh biến thái, nên là ác ma Trình. Tôi tên là Trình Gia Dương, tôi có tên họ đàng hoàng. Tuy cô không được chấp nhận, nhưng tôi sẽ cho cô cơ hội được thực tập thực tế. Cái gì là cơ hội thực tập thực tế? Anh... Nè nè nè, cô bạn học à, ý của chủ nhiệm Trình muốn nói rằng không phải là thực tập chính thức, nhưng cũng sẽ được tham gia thời gian 3 lần thực tập cuộc thi đào thải. Nhưng nếu sau khi làm chính thức rồi, mọi người có giống nhau không? Phải, đều giống nhau hết. Cô gái này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Lúc nãy tôi vừa sắp xếp chia nhóm thực tập sinh. Đi, cô đi theo tôi. Để tôi coi. Sao rồi hả thầy? Các bạn học của em đã chọn nhóm học hết rồi. Sau đó chỗ của Mai Mai cũng kín hết rồi. Cho nên là tôi không nhận cô ta. Cái cô bé này, khí thế chữ người lúc nãy đâu mất rồi?
Cô là cô Giang Hiểu Hoa đúng không? Phải. Em biết cô. Cô được bình chọn làm học giả thanh niên giao lưu ngôn ngữ Trung Pháp đúng không? Cô là thần tượng của em đó. Lại thêm một thần tượng nữa hả? Thần tượng của cô không phải là Trương Lộ sao? Cứ là nữ phiên dịch nào dịch thêm một chút cũng trở thành thần tượng à? Quá dễ dãi rồi đó. Em thật sự rất thích cô Hiểu Hoa mà. Chủ nhiệm, tại em quá nóng nảy, trước đây em tưởng mình không thể bước vào diện cao phiên nữa. Xin thầy đại nhân không chấp nhận tiểu nhân. Lôi kéo nịnh nọt cũng không được phép dùng trong diện cao phiên. Đúng rồi, dùng ánh mắt thành kiến thì được phép. Em đang nói chính mình. Được rồi Gia Dương, cậu đối với thực tập viên luôn đối chọi gây gắt sao? Chị rất thích tính cách của Kiều Phi. Cậu hãy nể tình chị mà dẫn dắt cổ đi. Năm nay không phải không cho tôi dẫn dắt ai sao? Tỷ lệ thông qua của tôi thấp lắm đó. Không phải cậu muốn cho cô ấy làm thực tập sinh sao? Không tính đầu người mà. Nếu thầy không chịu dẫn dắt em là thầy nhỏ mọn, thù dai. Khiêu khích tôi hả? Cô tưởng tôi sẽ sợ cô à? Cô cũng thiệt là. Ráng mềm mỏng một chút là được rồi. Nói xin lỗi cậu ấy thì xong hết mọi chuyện thôi mà. Cô là đồ ngốc. Muốn tôi dẫn dắt cũng được, nhưng tôi có một nguyên tắc ngoài lề. Trong kỳ thi kiểm tra, chỉ cần cô không đạt được hạng nhất sẽ bị đào thải. Chấp nhận hay không là tùy ý cô. Em chấp nhận. Em sẽ cố gắng thi được hạng nhất. Một, đối với nỗ lực của cô tôi không có chút hứng thú nào. Cô bị đào thải là chuyện sớm muộn thôi. Hai, thực tập sinh phiên dịch ở diện cao phiên tuyệt đối không được tới trễ. Ba, quy tắc của diện cao phiên đều là do tôi đặt ra. Theo tôi. Phải rồi, đưa đồng hồ đi. Chỉ nhanh hơn 30 phút à? Em nói mình sẽ không đến trễ nữa. Thầy chỉnh nhanh hơn một tiếng sao? Bởi vì cô đã từng tới trễ. Chuẩn bị sẵn một cái túi ngủ. Túi ngủ? Giờ tăng ca cô muốn ngủ dưới đất cũng được luôn. Tóm lại không liên quan tới tôi. Tôi không dẫn cô theo. Ý, Kiều Phi, Kiều Phi. Tới đây, ngồi xuống. Được rồi, không cần nhường qua nhường lại nữa. Đại đa số các em sẽ nhanh chóng bị đào thải. Sau này sẽ có nhiều thời gian ngồi chơi ở nhà. Còn bây giờ ở đây là nơi làm việc của các em. Chỉ cần trong công việc các em cố hết sức tập trung cao độ. Thật ra thông qua 3 lần kiểm tra trong thời gian thực tập rất là đơn giản. Chỉ có một yêu cầu: không được sai sót. Bộ chuẩn bị túi ngủ chưa? Túi ngủ? Đâu có nghe nói. Ác ma sắp đưa túi ngủ cho mình. Mình đoán là lần sau sẽ đưa cho mình hũ đựng cốt luôn. Còn ai đang nói chuyện to nhỏ? Ai nói chuyện người đó ra ngoài cho tôi. Bây giờ các em đã vào thời gian thực tập rồi. Tất cả nhờ vào bản thân. Tôi không nói chuyện. Dùng ánh mắt để giết chết anh. Cuộc huấn luyện ma quái bắt đầu rồi. Ba phút đếm ngược. Bông súng thuộc về dòng tranh vẽ của họa sĩ trường phái ấn tượng nước Pháp, tên là Claude Monet. Ông có khoảng 250 bức tranh sơn dầu được ông vẽ trong vòng 30 năm cuối đời. Những bức tranh sơn dầu này vẽ cảnh vườn hoa, trong đó rõ nhất là cảnh đầm bông súng. Những nội dung này cổ dịch có được không? Phải đó, cách huấn luyện của anh
lỡ như làm cô ấy mất lòng tin thì sao đây? Cách đọc theo này, cho dù là người không biết tiếng Pháp cũng có thể đọc theo được vài câu. Có gì mà mất lòng tin chứ? Cũng có thể cho thấy điều này như loạt ca xe lửa sen Lazare. Bao nhiêu bậc thang rồi? Tất cả là 157 bậc, mỗi tầng 25 bậc. Giữa tầng 5 và 6 nhiều hơn 7 bậc đúng không? Đi mua giùm tôi 5 ly cà phê về đây. Mọi người muốn gì? Dạ, cũng may tôi không phải là thực tập sinh của anh. Còn muốn thì thôi. Tôi muốn một ly sô-cô-la nóng, ít đường và ít sữa nha. Latte thêm một gói đường, cảm ơn. Chủ nhiệm Điền uống espresso và thêm một ly lớn americano. Bánh sandwich tôi không ăn trứng và tương đậu phộng. Mua thêm một ly cho cô tôi mời. Sô-cô-la nóng ít đường hả? Alo. Anh bạn à, tôi chúc anh sống lâu trăm tuổi, không cần nghỉ hưu. Ngày đó chủ nhiệm Trình sẽ lên chức chủ nhiệm chính. Tôi cũng sẽ lập tức xin phép tránh nạn chính trị ngay. Nè, cô ấy đếm đúng không? Hay cô chỉ đếm có một tầng, sau đó làm phép tính nhân? Vậy tầng cứu quả cô ấy đâu đếm được? Còn tầng cứu quả nữa sao? Sao tôi không biết vậy? Tôi cũng không biết luôn. Có ai rảnh rỗi đi đếm bậc cầu thang chứ? Trưa nay tôi sẽ sai hát triết mang cơm cho chúng ta. Ăn gì tôi mời? Làm bẫy. Chủ nhiệm Trình có thể sai thực tập sinh mua cà phê mà. Mua cà phê cũng là một trong những nội dung huấn luyện của tôi. Huấn luyện cái gì? Tập vụ à? Luyện tập chú ý. Chủ nhiệm, sô-cô-la nóng, ít đường ít sữa, latte thêm một gói đường. Còn có espresso, americano, bánh sandwich, không ăn trứng và tương đậu phộng, đúng không? Cảm ơn nha. Lúc nãy cô ở cầu thang nghe được đoạn băng ghi âm nó nói những gì? Lúc nãy cô ở cầu thang nghe được đoạn băng ghi âm đó nói những gì? Nội dung em còn nhớ. Trên đường đi mua cà phê giúp tôi quên hết rồi sao? Vậy mục đích huấn luyện của chúng ta là gì đây? Là học cách phân phối khả năng tập trung. Học cách làm sao trong tình huống phức tạp đặt sự chú ý và vấn đề quan trọng nhé. Tiếp tục. Em đến bậc thang không đúng sao? Tôi có nói với cô kết thúc chưa? Chưa kết thúc sao? Không phải đếm xong bậc thang là xong rồi sao? Tôi đã nói với cô kết thúc hồi nào? Khi nào cô ngủ ở nhà thì nhiệm vụ mới kết thúc, cô biết chưa? Là thầy nói mời mọi người uống cà phê mà. Người chúng tôi cần không phải là tập vụ. Chúng tôi tốn nhiều sức lực huấn luyện các cô, không phải là để các cô đi mua cà phê. Hơn nữa dù chính cô đã đồng ý chấp nhận thi ở cấp độ khó hơn. Cô đừng tiếp tục diện cớ với tôi nữa. Nhanh chóng tổng kết đi. Cô đã nghe thấy những gì? Là một dòng tác phẩm bông súng của bông súng của Lodi Monet. Vậy sao? Rồi sao nữa? Còn có thêm thánh của trạm xe lửa nào đó. Xin lỗi chủ nhiệm, em không nhớ tên. Miễn cưỡng thông qua. Cô hãy nhớ rõ cho tôi, lần sau nếu diện nguyên do cá nhân nào đó không hoàn thành nhiệm vụ, không cho phép cô diện cớ nữa, cô nghe rõ chưa? Mau chóng ghi lại rồi dịch ngay sang tiếng Pháp cho tôi. Lý Lôi, thực tập sinh của chúng ta bây giờ đang luyện nghe, luyện nhìn và luyện đọc đó. Tôi đi xem họ. Đi, tôi cũng đi với cô luôn. Chủ nhiệm, bây giờ em đi ngay.
Chà, ở đây sao? Chăm chú viết báo cáo 30 năm. Phòng khám ghi là anh nghỉ ngơi. Ở ngoài rất nhiều người không đăng ký được. Còn anh thì ngồi đây viết báo cáo. Còn muốn gì đây? Có gì đâu. Chúc mừng anh lên chức phó chủ nhiệm rồi. Ở đây cho lấy số không? Lấy số ở tầng trệt. Ba, ba ở đây đừng có đi đâu, con đi hỏi. À, Cao Gia Minh, cậu đừng suy bụng ta ra bụng người. Tôi không thẹn với lòng. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy báo cáo số liệu lâm sàng của cậu. Chỉ là đúng lúc cùng với cậu lựa chọn chung một cách thôi. Đúng lúc. Nếu vậy thì chúng ta cũng có duyên thiệt. Lão Triệu à, anh làm việc trong bệnh viện Châu Phổ này cũng được 20 năm rồi. Trước giờ luôn đắc lực trong việc khống chế xuất huyết phẫu thuật mở sọ trên diện rộng. Vậy làm sao? Chỉ giúp tôi mở cuộc họp với ông tổng của doanh nghiệp đang tài trợ cho chúng ta. Thì đột nhiên anh lại có hứng thú với dạng u mạch máu dạng hang tới như vậy. Anh đừng cho rằng đề tài này rất dễ thực hiện. Nếu dễ dàng, tôi cũng đã nghiên cứu 5-6 năm rồi. Làm gì tới lượt anh chứ? Căn bệnh này là căn bệnh khó chữa của khoa ngoại thần kinh đó. Vô văn đạo tới tìm tôi. Bộ cậu tưởng tôi muốn làm đề tài này lắm sao? Nói thật cho cậu nghe nè Cao Gia Minh, họ chọn tôi không chọn cậu, đó là vì sức ảnh hưởng của cậu quá yếu. Bọn thương gia họ làm công ích, quăng tiền ra cũng phải nghe tiếng chứ. Chỉ có tôi dẫn đầu mới được thôi. Là văn đạo đưa tiền cho anh. Ba, ba ơi. Bệnh của tôi là một căn bệnh khó chữa. Chính là căn bệnh mà anh vừa nói, u mạch máu dạng hang đó. Tôi nói đó là căn bệnh khó chữa, chứ đâu có nói anh chắc chắn sẽ chết đâu. Chỉ cần anh khống chế được nó, ít nhất cũng được như bây giờ nè. Anh đừng có an ủi tôi. Đầu của tôi đã xuất huyết 3 lần rồi. Khối u này đã đè lên thần kinh trung ương của tôi, phát triển từng ngày. Nếu như còn xuất huyết nữa thì mạng của tôi sẽ không còn. Nó giống như trái bom nổ chậm vậy, không biết nổ lúc nào. Thôi được rồi. Lời nói của anh tôi hiểu hết mà. Anh mắc căn bệnh này đúng là không chữa dứt được. Nhưng mà nếu anh điều trị tích cực, trải qua phẫu thuật thì có thể cắt bỏ khối u mà. Bác sĩ, anh nói thật hả? Thật sự có thể giúp tôi lấy đi quả bom nổ chậm này sao? Anh yên tâm đi hả? Tôi chịu trách nhiệm với anh. Nền móng thiết kế không hoàn thiện và hàng quá không dễ buôn bán được. Không dễ để buôn bán. Ủa Kiều Phi, chưa đi ăn cơm sao? Mình không đói. Chuyện sáng nay của cô chúng tôi biết hết rồi. Thật là vô nhân đạo mà. Sao đây, cho cô làm bài tập nữa hả? Uống công cái lưỡi đếm bậc thang. Và không được đếm sai, không được đọc sai. Phải mua 4 ly cà phê, có ly thêm đường, có ly không thêm đường. Ít đường, không bơ đậu phộng, không có trứng gà. Tôi đâu có biết đây là cái bẫy hay là nhiệm vụ chứ. Sau khi mua xong rồi nói với tôi, phải học thuộc lòng cả bài. Phải, là nghệ thuật phê bình đó. Tôi làm tạp vụ đi mua cà phê còn bị anh ta bắt đọc thuộc lòng nữa chứ. Nè, Kiều Phi, bộ không sao chứ? Mặt của bộ đỏ lắm đó. Vẫn bình thường, nhiệt độ 38 độ chuẩn, sát trùng. Hay như vậy đi, cô xin nghỉ phép. Cô tới xin chủ nhiệm cho nghỉ trưa, về nhà uống thuốc. Được thôi, vậy anh xin phép giùm tôi đi. Nếu như xin nghỉ phép nhằm cái ông ác ma đó, anh ta nhất định sẽ nói Kiều Phi, trong thời gian làm việc tại sao cô có thể bị bệnh chứ? Tại sao không nhớ lời tôi đã từng nói? Đừng vì nguyên do cá nhân ảnh hưởng công việc, đừng tìm cách diễn cớ nữa, đúng không? Bắt chước giống lắm đó. Sau này em làm chủ nhiệm luôn đi. Hạch Triết. Có. Lý Lôi kêu em tới phòng tư liệu gặp ảnh. Dạ đi ngay. Cảm ơn chủ nhiệm thông báo. Anh bỏ quên rồi. Ăn đi. Ăn không nổi. Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe, đây chính là mệnh lệnh. Đây là
là thầy đặc biệt mua cho em đó hả? Sau này có gì cứ nói thẳng, Diện Cao Phiên không thích người ta nói sau lưng. Ăn nhanh quá vậy. Không ăn nữa, giảm cân. Một bác sĩ điều trị vì nghiên cứu mà cãi nhau với đồng nghiệp của mình, làm ảnh hưởng tới tâm trạng bệnh nhân. Cao Minh à, cậu làm sao vậy hả? Chủ nhiệm à, xin bớt giận. Hạng mục này đối với tôi có ý nghĩa rất đặc biệt. Cao Gia Minh, trước mặt bệnh nhân cậu là bác sĩ, nói chuyện phải cân nhắc. Khối u của bệnh nhân đó nằm ở vị trí nào trong não cậu đã nắm rõ chưa? Người này trong não có một khối u, cũng giống như một trái bom nổ chậm đặt trong não anh ấy. Tôi cho anh ấy hy vọng, cho anh ấy lòng dũng cảm để anh ấy có thể sống trên thế gian này. Cho cậu nghỉ phép 2 ngày, về nhà suy nghĩ cho kỹ đi. Bài dịch trao đổi về chủ đề luyện tập ngày hôm nay không khó lắm, bởi vì có người phản ánh với thầy nói bài luyện tập khó quá. Khó thiệt á. Nếu như bài huấn luyện này mà em còn thấy khó thì có thể cho thấy trình độ chuyên môn của em có vấn đề. Em cần phải tăng cường thêm khả năng đào tạo chuyên môn của mình. 2 người tự chọn hợp thành một nhóm, trong đó mỗi nhóm phái một đại diện tới chỗ thầy lấy tư liệu. Một người đeo tai nghe để nghe đọc theo, người còn lại nghe theo lời đọc của đồng đội tiến hành phiên dịch. 2 phút sau đổi vai trò cho nhau. 2 tổ làm trước. Thiệt tình. Kiều Phi, mình căng thẳng quá à? Đừng căng thẳng. Mình nghĩ là sau khi phiên dịch xong rồi, Ác Ma sẽ bắt chúng ta đem nội dung dự phiên dịch tổng kết lại ý nghĩa, trọng tâm, phân đoạn, ý chính các kiểu thôi, không sao đâu. Lỡ như mình không biết là mình đã nói cái gì, lỡ như bộ cũng quên luôn không rồi sao? Không sao đâu, đừng lo. Bắt đầu đi.追上你以后。